Thiết kế căn nhà thông minh, sang trọng, bạn có biết thiết bị thông minh làm việc thế nào không? Hôm nay tôi sẽ cho bạn thấy nhé, một ngôi nhà có thiết bị thông minh. Đầu tiên tủ giày, lắp bộ phun khử khuẩn tay, ngay khi bạn vào nhà đã có thể rửa tay rồi, đi vào trong nhé. Đây là bảng cẩm thạch, trông rất thanh lịch và ấm áp. Tôi muốn xem TV, bạn thấy không, chỉ cần nói nó sẽ tự động mở ra. Thiết lập gương thông minh ở đối diện, sẽ hướng dẫn bạn tập yoga. Nó cũng là trung tâm vận hành thiết bị thông minh cả ngôi nhà. Phụ nữ ngày nay thiếu sự tương tác với thành viên trong gia đình, vì vậy mà phía sau phòng khách nên xây dựng một nơi làm việc nhà cho chị em. Lắp tủ đựng đồ, phân loại dụng cụ dọn dẹp nhà, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trong khi mẹ đang ủi đồ ở đây, cũng có thể giao tiếp với chồng con ở phòng khách, nhờ đó mà tăng độ gắn kết tình cảm gia đình. Bên cạnh là khu ăn uống, đây là tủ đựng đồ uống và đồ dùng phục vụ bữa ăn, có tủ giữ nhiệt. Bên cạnh là ngăn đựng cà phê, trà, đồ khô. Ngoài ra còn có máy ủ ấm thức ăn, để phần đồ ăn chín cho thành viên về muộn. Ống điều chỉnh nhiệt độ ở đây, trên quầy có ổ cắm ẩn, chạm nhẹ nó sẽ xuất hiện, rất tiện để đun nước và sữa cho con. Cùng ra ngoài nhé. Bồn rửa thông minh, rửa sạch diệt khuẩn rau củ, trái cây cực tốt. Vào nhà bếp nào, ở đây có tủ bếp và bếp ga. Bạn có đói bụng không? Tôi có một hộp mì rất ngon đây. Lắp cửa tủ điện tử, sử dụng vân tay của bạn, chỉ cần chạm nhẹ tủ tự mở, sẽ rất tiện cho bạn nấu ăn. Làm cửa sổ thông minh, khi phát hiện trong không khí có mùi lạ, cửa sổ tự động mở. Đến phòng ngủ của con nhé. Giường ngủ 2 tầng đáng yêu, thiết kế lên xuống không bị va vào nhau. Ánh sáng trong phòng có thể tự điều chỉnh sang chế độ bảo vệ mắt, ghế nhắc nhở bạn ngồi đúng tư thế. Giờ thì đi đến phòng tắm nhé. Dưới bồn rửa mặt có bậc kéo ở dưới, giúp con bạn có thể tự mình vệ sinh cá nhân. Đây là phòng thay đồ và phòng ngủ chính. Cửa sổ rộng thoáng khí, lắp cho bé thứ 3 chiếc giường lưới xinh xắn ngay bên cạnh cửa sổ. Giữa phòng là giường bọc đệm êm ái, tủ quần áo kính sang trọng nổi bật căn phòng. Sâu bên trong là bàn trang điểm, đi kèm một máy lọc nước chuyên làm đẹp, vòi nước kéo giãn linh hoạt. Sử dụng nó để chăm sóc da tốt hơn, kiểm tra tình trạng da của bạn. Da mặt của bạn quá nhờn, ôi trời, dụng cụ làm đẹp được cất gọn gàng. Ở dưới có tủ lạnh ủ mặt nạ, giúp bảo quản cực tốt dễ dàng sử dụng. Những thiết kế thông minh như vậy, bạn có muốn có trong ngôi nhà của mình không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hãy truy cập nội thất vip home.com để xem thêm nhiều mẫu thiết kế và sản phẩm nội thất đẹp nhé.